Công ty quản lý của Lisa chiều ngày 24 tháng 11 đã đưa ra công bố về sự việc Lisa đã nhận được kết quả xét nghiệm xác nhận dương tính COVID-19. Ngay sau khi có kết quả này, ba thành viên khác của nhóm cũng đã tiến hành kiểm tra PCR và đang chờ kết quả. Công ty sẽ chia sẻ các thông tin liên quan một cách nhanh chóng và tuân theo chỉ đạo của cơ quan y tế ở mức độ nghiêm ngặt. Hiện Lisa hủy toàn bộ lịch trình, thực hiện cách ly và điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Công ty quản lý của Lisa cho biết sẽ đặt lợi ích sức khỏe của nghệ sĩ cùng các nhân viên lên hàng đầu và sớm thông báo lại tình hình cho khán giả nếu có bất cứ sự thay đổi nào. Theo thông báo mới nhất của tập đoàn giải trí YG Entertainment, Lisa đã tiêm phòng 2 mũi vaccine nhưng cô vẫn mắc COVID-19 vì biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi nhận thông tin Lisa mắc bệnh, người hâm mộ trên toàn thế giới đã gửi lời chúc sức khỏe tới nữ ca sĩ trẻ và mong cô sớm khỏi bệnh. Lisa, tên thật là Lali Samanabang, sinh năm 1997 ở Thái Lan, đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, sau đó gia nhập nhóm Blackpink và gặt hái nhiều thành công.